Xin chào tất cả các bạn. Hiện tại thì sau khi mình đăng clip giao bán ạc lần trước, nhận được sự ủng hộ rất là nhiệt tình đến từ tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ làm clip thứ hai để re-up lại những con ạc mà chưa bán được, cũng như là update thêm một số con ạc mà vừa mới nhập về, đảm bảo rằng sẽ có những con ạc rất là phê. Thì lời đầu tiên cũng vẫn xin lưu ý các bạn là một lần nữa là mình chỉ sử dụng một số điện thoại duy nhất là 0979484 và chỉ sử dụng một Facebook duy nhất là facebook.com/quản lý vip. Các bạn có thể tìm Facebook của mình qua số điện thoại như ở trên màn ảnh. Ngoài ra thì tất cả đều là giả mạo và lừa đảo. Mình cũng chỉ nhận giao dịch qua Facebook chứ không nhận giao dịch qua tin nhắn hay là qua YouTube nha anh em. Bắt đầu đến với con ạc đầu tiên mang mã số là 904 sẽ được re-up lại. Mình không nhớ nữa do là mình mới dọn dẹp lại kho cho nên là thay đổi lại mã cũng khá là nhiều. 904 sẽ có giá là 3 triệu ATM hoặc 3 triệu 8 thẻ cào. Một con ạc tương đối là đầy đủ. Dành cho tất cả các thím thích chơi chế độ nào được. Ạc này là 17 trang vĩnh viễn luôn. Nhân vật thì theo mình nghĩ là đầy đủ rồi. Có bóng ma, có ba lô dưới mặt ngu, Messi Zen. Ok. Rồi, đạo cụ thì chắc không còn gì quá là nhiều. Băng đạn súng lục thì thường là rất là nhiều rồi. Tất cả các ạc, ạc nào cũng vậy. Ok, 904 sẽ là giá 3 triệu ATM hoặc 3 triệu 8 thẻ cào. Chúng ta sẽ cùng đến tiếp theo với lại con ạc 905. Anh em đợi tôi chút. Mình giờ bắt đầu log in bởi vì là để nhiều cửa sổ quá thì cũng không được. Ok, 905 đã lên hình. Và ạc này là ạc miền Bắc. Với giá là 2 triệu 1 ATM hoặc 2 triệu 5 thẻ cào. Có rìu gold các kiểu rồi. Con ạc này quay được Tyler 03, khẩu súng có thể hot nhất ở trong cái vòng quay bạc. Đây. Đó, anh em có thể thấy rồi. Đây là về nhân vật, đầy đủ nhân vật nam nữ. Thường thì cái ạc này sẽ chuyên về C4 hơn. Cũng như trong sự kiện thì sắp bán bóng ma. Rồi, đây. Anh em có thể mua phụ thêm. Rồi, đã đi qua đến con ạc 905. Giá là 2 triệu 1 ATM hoặc 2 triệu 5 thẻ cào. Và đây là ạc miền Bắc. Ok, bây giờ sẽ đến với con ạc 908. Là một con ạc hiện tại thì mình đang giao cho anh Sơn, tức chủ Clan Marvel quản lý. Vâng, khi bán ạc này thì cũng sẽ đồng thời là phải chuyển lại chức đội trưởng, danh dự đội trưởng của Clan Marvel lại. Ạc này mình hiện tại đang giao bán với giá là 8 triệu ATM hoặc 10 triệu thẻ cào. AK Gold, 3S Gold, Rack Gold, có cưa máy. MK Tira. Đây là về phần nhân vật. Đạo cụ. Ok.
Đã xong con hạc 908. Tiếp theo là đến với con 910. Chín một không là một con hạc miền Bắc. Chín một không đây rồi, giá 2,4 triệu ATM hoặc là 3 triệu thẻ cào. Nhân vật đầy đủ về zombie cũng như nhân vật nữ, thường thì chủ yếu là có bóng ma là được rồi. Đạo cụ con này cũng không có quá gì gọi là đặc sắc. 910 miền Bắc, giá 2,4 triệu ATM hoặc là 3 triệu thẻ cào. Khi các bạn cần mua hàng, các bạn chỉ cần nhắn tin qua Facebook cho mình là hỏi là cái mã số ạc này còn hay hết, còn hay là đã bán là ok. Đến với lại ạc 912. Ạc này thì rất là nhiều anh em biết rồi. Ạc miền Bắc, giá 5 triệu ATM hoặc là 6 triệu thẻ cào. AK gold, dìu gold đầy đủ, súng gold gần 4 trang. Mời bạn xem mình biết. Quá đầy đủ về zombie rồi. Đạo cụ. Ok, như vậy thì ARK 912 server miền Bắc sẽ có giá là 5 triệu ATM và hoặc là 6 triệu thẻ cào, do là tỷ lệ quy đổi ATM bị mất 20%. Rồi, chuẩn bị đến với ạc 926. Đây sẽ là ạc server miền Nam. Ạc 926 server miền Nam, giá là 5 triệu ATM hoặc 6 triệu thẻ cào. Ạc này có đầy đủ AK Gold, Barret Gold, AK VIP để mà sở hữu cùng AK Gold và Barret Gold trong cùng một con ạc là khá là khó khăn rồi, do bây giờ không còn quay kho vàng như ngày xưa nữa mà chỉ có quay ở trong Lucky Book thôi. Ok, đạo cụ còn rất là nhiều ngày nữa. Huyết thanh, sẵn sàng có một thẻ đổi tên luôn cho anh em. Rồi, 926 giá là 5 triệu ATM hoặc là 6 triệu thẻ cào. Đến với 927 rồi. Đây cũng là một con ạc miền Nam và shotgun SVIP. Giá là 2,5 triệu ATM hoặc là 3 triệu thẻ cào. Kho đồ. Đầu tiên nhắc đến sử vũ khí trước cho dễ, là chỉ còn 3 khẩu nữa thôi. Và là 3 khẩu súng khá là ngon. Đồ FMG9 Demon, Golden Bow và Dragon SVIP. Đó là thứ tự mà các bạn sẽ quay được khi tiếp tục ở trong cái sở vũ khí này. Shotgun SVIP
Đây sẽ là cơ hội để cho các bạn sở hữu được 4 món S VIP trong cùng một arc. Thì các bạn thấy đây RPK S VIP và Shotgun đã có rồi, cũng như là Dragon thì khá là nhanh để có. Vào siêu thị qua đến một vũ khí VIP và chuyển về Diablo, mua Diablo nữa. Theo mình nghĩ các bạn nên gửi tiết kiệm được 6k vàng là đẹp nhất. Sau đó thì hãng mua, như vậy sẽ tiết kiệm hơn rất là nhiều. Shotgun S VIP đua mau. Và đây là kho. Nhân vật thì cũng có bóng ma, người sắt, các nhân vật nữ, toàn nhân vật nữ mới cũng như là nhân vật nữ rất là đẹp. Đạo cụ chỉ còn giáp, huyết thanh, băng đạn, còn cả mũ nữa. Ok. 927 Arc miền Nam Shotgun S VIP gần full xưởng sẽ có giá là 2.500.000 ATM hoặc là 3.000.000 thẻ cào. Đến với lại 928 là một con arc còi. Do mình đổi arc là được chuyển arc này cho thôi. Với giá là 250k ATM hoặc là 300 thẻ cào. Nói chung thì tiền nào của nấy. Dìu Gold, Death Choi, M41, Black, Devin hoặc cả. Arc này thì nếu như tính về set sẽ full được một set là set Snip là đẹp nhất như mình đang trang bị đây. Nhân vật thì cũng không có gì gọi là quá xuất sắc, đủ nhân vật nữ. Đây là arc C4 cho Snip chính hiệu rồi. Đến với lại 929. Con arc có Dragon S VIP. Vẫn là arc miền Bắc. Với giá là 1M ATM hoặc là 1M3 thẻ cào. Có Dragon, set đua mau, bom gold, nanh độc, các kiểu. Sử vũ khí này thì ít rồi. Khả năng sẽ, nếu như bạn nào quay full xưởng nữa thì vẫn sẽ nhận được là hai con Dragon S VIP. Nhân vật có bóng ma, có hai nhân vật nữ. Có gà tên lửa luôn, hai lần Kami luôn. Ok, arc này giá là 1.000.000 ATM hoặc là 1.300.000 thẻ cào nha anh em. Rồi, đi qua con 929 thì sẽ là 930. Hôm ý mình nhập arc cũng khá là nhiều cho nên là nguyên một giây, nguyên một lít luôn. Arc 930 này hình như là arc miền Nam thì phải. Đúng rồi, 930 là arc miền Nam. Giá là 2.500.000 ATM hoặc là 3.000.000 thẻ cào. Đã ao sẵn clan. Đây là miền Nam, nếu như các bạn có nhã hứng vào clan cấn mạnh quân của mình bên miền Nam thì cũng inbox luôn cho mình cho lúc mua arc nhá. Hiện tại mình đang tuyển quân bên miền Nam để có nghĩa là hướng dẫn anh em chơi C4 cũng như là trang bị kỹ năng cho anh em. Qua đạo cụ, mũ bằng đạn do bài, áo, đạo cụ con này thì hơi cùi. Chuẩn bị đến với 931, arc miền Bắc. Con này thì anh em vừa nhìn lướt qua rồi. 6.000.000 ATM hoặc 7.500.000 thẻ cào.
Full S VIP, full hai kho vàng lam, có rách gold, 3 piton gold, 2 DE, full xưởng. Đây, full xưởng, full xưởng. Dead Joy, 3 hoa cải. Tyler 97. Vâng, 17 trang. Ác này mình lưu ý là có đoạt hồn, có mở Karat Tiran, Code Hunter SG, toàn chạy ở cuối thôi. Nên mua thêm bóng ma nữa là vừa đẹp, không cần phải mua quá là nhiều. Ok, một con hàng mắc chất lượng. 6 triệu ATE hoặc 7 triệu rưỡi thẻ cào. Quá chất lượng cho một con hàng thừa súng để chơi. Thừa súng luôn. Và bây giờ đến với lại một con hàng C4. Akagon 932 được gọi tên. 1 triệu 7 ATM hoặc 2 triệu 2 thẻ cào. Nguyên một set có DE Gold, có hoa cải. Thêm một set nữa nên để snip thì có Barret bản lưu niệm. Bom, có bom Gold, bom bí. Còn bom nào nữa không? Rồi, đủ hai set thật. Nhân vật có bóng ma, có nhân vật nữ. Đạo cụ còn rất là nhiều ngày nữa. 127 ngày kìm. Đây gần như là chuyên của dân C4 rồi. Ok, đã đi qua tất cả những con ạc mà mình muốn giới thiệu đến tất cả anh em. Thì nếu các bạn muốn mua, các bạn có thể nhắn tin qua Facebook của mình là facebook.com/quản lý vít hoặc tìm ở trên thanh công cụ tìm kiếm của Facebook. Số điện thoại của mình là 0979 48 4 là sẽ ra Facebook của mình. Nhắn tin cho mình là mua mã ARK, anh ơi còn cái mã ARK bao nhiêu đấy hay không, hay là anh ơi ARK mã anh bán chưa, thì mình sẽ trả lời anh em. Cũng như là mình chỉ nhận giao dịch là cạc trước, tiền trước và ARK sau. Mình xin lấy danh dự uy tín của mình ra để đảm bảo khi mình giao dịch với các bạn. Lưu ý rằng là đúng Facebook của mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở một clip bán ạc khác. Còn về các kèo stream thì vẫn sẽ được diễn ra trên channel chủ stream chính thức của mình. Ok, xin chào tất cả anh em.